có sao không? Chẳng sao gì, cũng bể cái bàn trọ nè. Tí làm gì mà té dữ vậy? Tí lại nhìn lén phòng của người ta nữa hả? Nói nhỏ nhỏ thôi, ông chủ mà biết được chết hết biết chưa. Đây, con đỡ tí dậy. Ê, con đã nói với tí rồi, tí đừng có nhìn lén phòng của người ta nữa. Mà tí không chịu nghe gì hết, tí ngồi đỡ đây đi. Tí có đau lắm không? Đau mông thì ít mà đau lòng thì nhiều con ơi. Đau lòng? Ai làm tí đau lòng? Ngoài má mày ra còn ai làm tí đau lòng nữa? Tí làm con hết hồn à. Nhiều năm vậy rồi mà má con không để lòng gì tới tía. Phượng ơi, tía đau lòng, tía muốn khóc quá con ơi. Tía say nữa rồi đúng không? Tía đâu có say đâu, tại con không biết thôi. Má con á, chưa bao giờ thương tía hết. Hồi xưa cũng vậy, bây giờ cũng vậy luôn. Em định đi đâu mà tay xách nách mang vậy? Còn mong bế con theo nữa. Để anh. Dạ được rồi. Má con em trong cơn hoạn nạn, may được anh cứu giúp và cưu mang. Nay má con em đã khỏe mạnh và cứng cáp. Nay má con em xin phép rời đi, không dám làm anh bận lòng. Rời đi? Dạ. Tại sao phải rời đi? Tôi có thấy bận lòng gì đâu. Hay là tôi đã lỡ lời làm cho mình giận? Trời, anh nói gì vậy? Ơn anh em còn chưa trả hết, sao mà dám giận? Nhưng mẹ quá con tôi, em tính đi đâu, ở đâu, rồi sống bằng gì? Dạ, hôm qua em có gặp một chị bán ở trong lòng chợ. Chị nói là cần người phụ bán nên em đã nhận lời, tính tới để mừng cho chị. Nhưng thằng Hải còn quá nhỏ, em làm sao mà mừng được? Dạ, em có hỏi chị Nhung rồi. Chị cho em ẵm thằng Hải theo mừng. Với lại thằng Hải cũng ngoan, bú no là ngủ thẳng giấc à. Chắc không sao đâu. Em xin phép anh. Em đừng đi, ở lại với anh. Anh có thể lo cho hai má con em. Em làm sao có thể bắt anh lo cho má con em được? Mình đâu có quan hệ gì. Làm vợ anh nha. Anh nói gì? Anh nói em làm vợ anh nha. Hay là em chê anh không xứng với em? Em như vậy tư cách gì để chê anh chứ? Nếu em không chê thì ở lại làm vợ của anh. Anh hứa sẽ thương thằng Hải như con ruột. Em biết anh là người tốt, nhưng em không thể nào làm vợ anh được đâu. Tại sao? Vì em là gái đã có chồng, không xứng với anh. Anh không để ý chuyện này, ở lại làm vợ anh đi. Anh tốt lắm, nhưng em không thể. Có gì mà không thể chứ? Tại vì em còn thương chồng em nhiều lắm, nên xin lỗi anh. Món nợ ân tình này, nếu có kiếp sau em sẽ trả hết cho anh. Còn bây giờ,
má con em xin phép anh. Má con em đi. Con không ngờ tía của con hồi đó lại tội nghiệp đến như vậy. Vậy á, má bỏ lên bờ, chắc là tía buồn lắm hả? Ừ, tía buồn tê tái, không muốn ăn gì hết. Chán đời quá, tía nhổ neo chèo xuồng đi chỗ khác luôn. Tía vẫn căm gan, không muốn nhìn mặt má con luôn. Nhưng mà tía làm gì mà giận má con tới căm gan luôn dữ vậy? Sao mà không giận căm gan cho được? Con người phụ bạc khiến mình còn non ngày non tháng ôm con nhảy xuống sông tự vẫn, vậy mà cứ chung tình, không đếm xỉa gì tới tấm chân tình của tía hết. Nhưng mà nếu là hồi đó con sẽ đồng tình với tía về chuyện này, mà bây giờ thì... Bây giờ thì sao? Giờ thì con hiểu rồi. Thương một người thì không dễ gì quên được đâu. Cho dù người đó có tệ bạc, xấu xa cỡ nào, người mình đã thương rồi thì cứ thương trong bụng hoài. Chuyện này muốn đợi con nói tía mới biết sao? Thì đó. Nhưng mà rồi sao nữa? Cuối cùng má con có chịu lấy tía không? Ủa, không lấy ta sao có mày được? Vậy cũng hỏi nữa. Con quên.